바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 나. 자, xin chào tất cả các cô chú anh chị. Tôi xin giới thiệu với chị một căn nhà tại tọa lạc tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, cách mặt tiền đường Trương Thị Hoa tầm 15m. Xin giới thiệu với anh chị một căn nhà 1 trệt 3 lầu, 1 trệt 3 lầu, full nội thất. Đường trước nhà là 8m, rất là đẹp. Mặt tiền của căn nhà đây 1 trệt 3 lầu, rất là đẹp. Tiến vào trong phòng khách, nhà rất là mới, 4-14 một trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, với giá bán là 6 tỷ một mét. Nhà mình rất là đẹp. Chủ nhà vẫn đang ở, đồ dùng rất là kỹ. Dạ. Con quay đi xin. Dạ dạ. Ở đằng sau đây có cái giếng trời này rất là thoáng. Ở lên trên. Đó, dưới là một nhà vệ sinh. Với giá bán là 6 tỷ vẫn còn bớt cho những anh chị nào có nhu cầu. Thế mình tiến lên trên tầng 1 đấy. Ở trên tầng 1 thì chủ nhà bố trí được một phòng ngủ lần trước rất là rộng, nội thất đầy đủ. Trước là ban công rất là thoáng. Vệ sinh. Dạ. Rồi đằng sau là một cái phòng ngủ, một phòng ngủ. Đó, bác chủ nhà thiết kế đầy đủ hết rồi, tủ quần áo. Rồi mình tiến lên tầng hai căn nhà này. Hai căn nhà này rất là rộng, nhìn ra trước là đối diện với ban ủy ban chính trị của phường Tân Thế Hiệp. Rất là rộng, hai bên là hai bên nhà phố, rất là đẹp. Nếu mình tiến vào trong này coi đằng sau phòng thứ hai. Đó, một phòng thứ hai. Đấy, mình tiến lên trên tầng thứ ba. Tòa nhà 3 lầu, 4-14, trệt 3 lầu. Nhà bác rất ở kỹ đây, phòng thờ và một cái sân trồng rau. Dạ, bác mở ra coi. Dạ, dạ. Rồi, trước đây cái sân trồng rau rất là tiện cho nhà mình, ai có nhu cầu trồng cây cảnh. Cách có 15-20m ra mặt tiền Trương Thị Hoa. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nhà đất Lê Tú 0979 718 114.
để được tư vấn và coi căn nhà tọa lạc tại phường Tân Thế Hiệp, một sẹc đường Trương Thị Hoa. Ở trên là cái hồ nước, ở trên ban công, trên có cầu thang đi lên. Năng lượng mặt trời đầy đủ. Dạ dạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.